Nửa đêm ngày 8 tháng 3 năm 2014, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, một chiếc máy bay thân rộng cỡ lớn của Malaysia Airlines đang tiến hành cho một chuyến bay đường dài đến Trung Quốc. Đây là tuyến đường được khai thác hàng ngày. Những chuyến bay trong thời điểm này thường đông hơn mọi khi do người Trung Quốc đang trên đường về quê ăn Tết. Chuyến bay mang số hiệu MH37 không có hành trình từ Kuala Lumpur, Malaysia để đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Với độ dài đường bay khoảng 4.420 km sẽ mất 6 giờ 20 phút bay. Trước khi hành khách lên máy bay, phi hành đoàn bắt đầu tiếp nhận công việc chuẩn bị. Công tác kiểm tra an ninh cho phi hành đoàn diễn ra một tiếng trước giờ bay. Cơ trưởng là ông Zahari Ahmed Shah, 53 tuổi. Ông có kinh nghiệm 18.365 giờ bay, trong đó có 8.659 giờ trên B777. Zahari có toàn bộ sự nghiệp phi công gắn liền với Malaysia Airlines từ năm 1981. Ông được đánh giá là một phi công giàu kinh nghiệm với bằng cơ trưởng trên 3 dòng máy bay khác nhau. Từ năm 2007, ông chịu trách nhiệm đào tạo phi công trên B777 cho Malaysia Airlines. Ở tuổi 53, cơ trưởng Zahari gần như có tất cả. Ông có một gia đình nhỏ với 3 người con sống trong một căn nhà lớn ở thủ đô Kuala Lumpur. 33 năm làm việc cho hãng hàng không quốc gia Malaysia với thành tích hoàn toàn xuất sắc, ông đã để lại nhiều ấn tượng tốt với đồng nghiệp của mình. Zahari được cho là người thích nấu ăn, nhạy bén và yêu thương gia đình. Ông có khá nhiều sở thích, trong đó kênh YouTube của ông có nội dung hướng dẫn sửa chữa các thiết bị trong gia đình. Ngoài ra ông còn thích lái máy bay mô phỏng ở nhà. Cơ phó là anh Farik Abdul Hamid, 27 tuổi. Anh có kinh nghiệm 2.813 giờ bay và chỉ có 39 giờ trên B777. Khác với một cơ trưởng giàu kinh nghiệm, Farik vẫn còn là thực tập sinh trên dòng Boeing B777. Chuyến bay hôm nay sẽ là chuyến bay huấn luyện cuối cùng trước khi anh ấy bước vào bài kiểm tra. Farik được nhận xét là một phi công thân thiện và vui tính. Nhưng cơ phó đã bị nhắc nhở nhiều lần về việc cho phép hành khách vào buồng lái trong khi chuyến bay đang được thực hiện. Việc này là hành động trái phép. Thậm chí một số người đã ngồi trong buồng lái cùng cơ phó trong hai quá trình nhạy cảm nhất là cất và hạ cánh. Ngoài hành lý thì nhiều loại hàng hóa cũng được đưa lên máy bay vào đêm hôm đó. Chuyến bay MH37 không mang theo tất cả 224 gói hàng tổng trọng tải 14 tấn. Trong đó có 4,5 tấn hàng được kê khai là măng cụt tươi, tất cả được chứa trong một gói hàng riêng. Đặc biệt, kiện hàng này không đi qua máy soi chiếu và được phép lên thẳng máy bay với người nhận là người Trung Quốc. Nhưng đa số mọi người đều biết bên trong có thể không phải là măng cụt. Vì ở thời điểm tháng 3, Malaysia không có loại quả này. Và một loại hàng hóa rất nguy hiểm. Không hiểu vì sao Malaysia Airlines lại cho phép đưa lên máy bay đó là 2,8 tấn pin lithium cũng có người nhận là người Trung Quốc. Ngày 3 tháng 9 năm 2010, một máy bay chở hàng được khai thác bởi UPS Airlines đã gặp tai nạn ở Dubai với nguyên nhân do cháy pin lithium trong khoang chứa. Sau vụ tai nạn, pin lithium đã bị cấm mang lên trên máy bay. Trong khi đó, MH37 không là máy bay chở khách nhưng vẫn cố tình mang theo một lượng lớn loại hàng hóa nguy hiểm này. Trước khi tất cả mọi việc được công khai, thì phía Malaysia Airlines nói dối rằng họ chỉ mang theo 200 kg pin lithium thay vì hơn 2 tấn. Chuyến bay khởi hành đúng giờ, các hành khách bắt đầu lên máy bay.
chuyến bay hôm nay cũng có một số người khá đặc biệt. Kỹ sư Mỹ duy nhất trên máy bay là Philip Wood. Anh ấy làm việc cho công ty công nghệ nổi tiếng IBM. Một nhóm 20 người Trung Quốc làm việc cho công ty chip bán dẫn Freescale. Đây là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này. Và hai người lên máy bay bằng hộ chiếu bị đánh cắp có quốc tịch Iran. Có vẻ như hai người này quen nhau nhưng không thể hiện. Dữ liệu cho thấy họ đặt vé cùng một lúc. Có tất cả 239 người trên máy bay, trong đó có 227 hành khách và 12 thành viên thuộc phi hành đoàn. Họ đến từ 14 quốc gia khác nhau, nhưng hầu như đều là người Trung Quốc. Đêm hôm đó, cơ trưởng là người xin cấp lệnh bay với không lưu Malaysia. Over the ground today, Malaysian 370, request level. 370, we are ready, requesting flight 340 to Beijing. Malaysian 370 is straight to Beijing via P-Boss Alpha Departure, 6000 feet squawk 2157. Beijing P-Boss Alpha, 6000 squawk 2157, Malaysian 370, thank you. Malaysian 370, welcome, able to over the ground. Ready. MH370 không được đẩy lùi từ ga quốc tế sân bay Kuala Lumpur lúc 12 giờ 30 phút đêm. Sau khi đẩy lùi, chiếc máy bay đã bắt đầu kiểm tra kỹ thuật các hệ thống lái lại lần cuối cùng và chờ lệnh lăn ra đường băng. Chiếc Boeing B777 bắt đầu chào tạm biệt mặt đất và lăn ra đường băng. Hôm nay họ mang theo khoảng 50 tấn nhiên liệu đủ cho hơn 7 giờ bay. Chuyến bay được khai thác bằng máy bay Boeing B777-200E mang số đăng bạ 9MMRO. Nó có chuyến bay đầu tiên năm 2002. Sau gần 12 năm hoạt động, nó đã tích lũy hơn 53.000 giờ bay an toàn. Boeing B777 được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 1993 và nhanh chóng thống trị thị trường và trở thành dòng máy bay thân rộng hai động cơ bán chạy nhất mọi thời đại. Boeing B777 là một dòng máy bay hoàn thiện và có chất lượng cao, chưa có bất kỳ vụ tai nạn nghiêm trọng nào có liên quan đến lỗi kỹ thuật trên Boeing B777. Không lâu sau, MH37 không nhận được lệnh đi vào đường băng của không lưu Kuala Lumpur. Right,
Cơ trưởng là người cầm lái máy bay cất cánh. MH370 không bắt đầu tuân thủ mọi quy trình được đưa ra bởi ATC. Malaysian 370. Malaysian 370, selamat pagi. Identify climb flight level 180. Can selesai di terbang direct to Ikari. Okay, level 180 direct Ikari, Malaysian 370. 370, contact lampu radar 1326 naik. Alright, 1326 Malaysian 370. Phi hành đoàn tiến hành đưa chiếc máy bay khổng lồ vào lái tự động. Đêm hôm đó, sân bay Kuala Lumpur khá vắng vẻ, chỉ có một vài chuyến bay quốc tế quá cảnh còn hoạt động. Bốn phút sau khi cất cánh, MH370 không vẫn bám sát lộ trình đến Bắc Kinh và đang bay trên không phận đất liền của Malaysia. Malaysian 370, lampu radar, good morning, climb flight level 250. Morning, level 250, Malaysian 370. Các hành khách trong cabin bắt đầu chợp mắt cho một chuyến bay dài. Đã qua thời gian phục vụ bữa tối nên hầu như các tiếp viên cũng không hoạt động quá nhiều trong cabin. Chuyến bay này có vẻ được chuẩn bị rất kỹ lưỡng vì lượng nhiên liệu mang theo đủ cho máy bay chuyển hướng đến bất kỳ sân bay lớn nào trong khu vực. Không lâu sau, ATC đồng ý cho MH370 không nâng lên độ cao hành trình. Malaysian 370, climb flight level 350. Climb level 350, Malaysian 370. Trên Boeing B777 có hai thiết bị phát sóng liên lạc chính. Thứ nhất là bộ phát đáp. Hệ thống này phát tín hiệu thông qua các anten trên thân máy bay để không lưu có thể định vị được vị trí và thông số chuyến bay. Hệ thống liên lạc thứ hai là ACAT. Hệ thống này sẽ giúp máy bay liên lạc với vệ tinh. Nó sẽ báo cáo toàn bộ thông số và vị trí cho vệ tinh. Chuyến bay MH370 không tiếp tục bám sát lộ trình và đi vào Biển Đông. Gần một tiếng đồng hồ sau khi cất cánh, chuyến bay MH370 không đạt độ cao hành trình 35.000 feet trên Biển Đông. Các phi công bắt đầu chuẩn bị cho việc rời khỏi không phận Malaysia. Biển Đông là khu vực có lưu lượng hàng không rất lớn do là cầu nối của nhiều tuyến đường quan trọng kết nối châu Á với thế giới. Do tiếp giáp với nhiều quốc gia, Biển Đông còn là nơi hoạt động của quân đội nhiều nước như Việt Nam, Philippines. Đặc biệt, còn có Trung Quốc và Mỹ khiến khu vực này tương đối phức tạp về mặt chính trị. Đối với các chuyến bay dưới 8 tiếng đồng hồ thì hầu như cả hai phi công đều phải ở trong buồng lái. Vì Malaysia Airlines cho phép phi công nghỉ ngơi khi chuyến bay dài trên 8 tiếng. Chuyến bay MH370 sẽ phải liên lạc với trạm quản lý bay đặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục đi vào không phận Việt Nam. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Good night, Malaysian 370. Phi hành đoàn bắt đầu ngắt liên lạc với phía Malaysia và đang thiết lập để liên lạc với không lưu Việt Nam. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là một trong những trung tâm hàng không bận rộn bậc nhất ở châu Á do lưu lượng các chuyến bay quốc tế di chuyển qua vùng trời khá đông đúc. Sau khi nhận thông tin về chuyến bay MH370, phía Việt Nam vẫn đang đợi chiếc máy bay này liên lạc. Nhưng thay vì liên lạc thì đột nhiên bộ phát đáp của máy bay bị tắt.
bộ phát đáp bị tắt, nghĩa là máy bay sẽ không thể giao tiếp với radar của không lưu. Tuy nhiên, chiếc máy bay vẫn gửi dữ liệu đến vệ tinh nhờ ACAT. Do bộ phát đáp bị tắt, chuyến bay MH37 không biến mất trên màn hình radar của không lưu Malaysia và Việt Nam. Không lưu Tân Sơn Nhất cảm thấy có điều chẳng lành, yêu cầu các máy bay gần đó cố gắng liên hệ thông qua tần số khẩn cấp với MH370. Nhưng thứ họ nhận lại chỉ là một sự yên lặng đến đáng sợ, có tín hiệu nhưng không ai trả lời. Vệ tinh ngoài vũ trụ vẫn liên tục nhận được vị trí của MH37, không theo sau đó là các chỉ số kỹ thuật, mọi thứ đều hoàn toàn bình thường. Nhưng tiếp tục có gì đó không ổn. Để tắt được hệ thống liên lạc vệ tinh ACAT thì ai đó cần phải chui xuống phòng điện ở sàn của máy bay thông qua một cửa sập gần nơi làm việc của các tiếp viên. Và có vẻ như có người đã làm như vậy. Đặc biệt người này còn biết nên tắt cái nào giữa hàng trăm máy tính. ACAT đã bị tắt, nhưng người tắt đã sơ hở và chưa tắt được hoàn toàn. Một phần của ACAT vẫn hoạt động để gửi đi các tiếng ping. Tuy không đầy đủ dữ liệu như trước, những tiếng ping này mang ý nghĩa rằng tôi vẫn còn tồn tại. Hơn 15 phút sau khi mất liên lạc với MH370, không lưu Tân Sơn Nhất như ngồi trên đống lửa. Lúc 1 giờ 38 phút sáng, phía Tân Sơn Nhất thông báo đến Malaysia rằng lần cuối họ nhìn thấy MH370 là tại điểm tham chiếu Bitot. Không lưu của Malaysia cũng ra nỗ lực tìm kiếm, nhưng chỉ bằng cách liên lạc thông thường. Ngày 14 tháng 8 năm 2005, chuyến bay 522 của Helios Airlines mất liên lạc do oxy trong cabin bị cạn kiệt khiến toàn bộ người ngồi trên máy bay bất tỉnh. Rất nhanh chóng, không quân Hy Lạp đã triển khai các máy bay tiêm kích để truy lùng chiếc máy bay, đề phòng xảy ra khủng bố. Tuy chuyến bay Helios 522 đã rơi sau khi hết nhiên liệu, nhưng nỗ lực kiểm soát tình hình của không quân Hy Lạp rất chuyên nghiệp và kịp thời. Kỳ lạ thay, không lưu Malaysia chỉ biết ngồi và nhìn. Hoàn toàn họ không có phản kháng gì để kêu gọi không quân vào cuộc. Lúc này MH370 không đang bị theo dõi bởi radar quân sự của các nước trong khu vực và MH370 không được xem như một máy bay của địch trên màn hình. Chiếc Boeing B777 quyết định không đi vào thêm không phận Việt Nam. Nó bắt đầu rẽ trái gần 100 độ. Cú rẽ này chắc chắn được thực hiện bởi lái tự động vì độ cao máy bay gần như không hề thay đổi. Ai đó đã chuyển hướng MH370 không có chủ đích. Và liệu các hành khách có biết rằng chiếc máy bay của mình đang chuyển hướng hay không? Vì bản đồ định vị bay thường nằm trên màn hình trước mặt họ. MH370 không quay về lại không phận Malaysia, hướng về đất liền. Đột nhiên, một trạm thu phát sóng điện thoại nhận được tín hiệu gọi đi từ điện thoại di động của cơ phó.
Nhưng do ở độ cao quá lớn, sóng không đủ mạnh để có thể đi đến được người nhận, cuộc gọi đi của cơ phó thất bại. MH370 vẫn tiếp tục bay trên một lộ trình vô định ở độ cao 35.000 feet. Chiếc máy bay tiếp tục bay xuyên qua không phận Malaysia mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Hơn 2 tiếng sau khi cất cánh, MH370 đang bay trên đảo Penang, Malaysia. Máy bay vẫn giữ độ cao 35.000 feet và đi một cách có chủ đích. Một lần nữa, chiếc máy bay rẽ phải theo eo biển Andaman để đi ra Ấn Độ Dương. MH370 không đi được thêm 370 km tính từ đảo Penang thì mất liên lạc với radar quân sự của Malaysia, do nó đã đi quá phân vùng mà không quân Malaysia kiểm soát. Sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc, một trong những sân bay có kích thước và lưu lượng hành khách lớn nhất trên thế giới. Không lưu tại đây cũng đang chờ MH370 không hạ cánh. Người thân của hàng trăm hành khách đang chờ ở lối ra với hy vọng đoàn tụ cho một dịp Tết trọn vẹn. Nhưng chờ mãi họ vẫn chưa thấy người thân mình đâu, thay vào đó là một dòng chữ màu đỏ trên bảng thông báo bay. Mọi người bắt đầu hoang mang, nhưng họ vẫn mong chờ được nắm tay người thân của mình để đi về nhà. Nhưng thứ họ nắm lúc này không phải là những bàn tay mà là danh sách của những người đã có mặt trên MH370. Nhưng mọi người vẫn chờ, vì họ nhận được thông tin máy bay mang theo nhiên liệu đủ cho hơn 7 giờ bay. Sáng hôm đó, các tiếng ping từ MH370 không vẫn gửi đều đặn đến vệ tinh. Nếu máy bay còn gửi tín hiệu đến vệ tinh, nghĩa là chiếc máy bay vẫn còn bay đâu đó trên trái đất. Nhưng nó chắc chắn sẽ hết nhiên liệu trong vài phút tiếp theo. Chuyến bay MH370 không đã không bao giờ hạ cánh tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc. Nỗ lực tìm kiếm được triển khai ngay sau đó với sự tham gia của nhiều quốc gia và hàng trăm máy bay tàu thuyền các loại. Cho đến nay, MH370 không vẫn chưa được tìm thấy. Vụ tai nạn trở thành bí ẩn hàng không chưa có lời giải của thế kỷ 21. Chính phủ Malaysia cùng với các điều tra viên nước ngoài tiến hành điều tra vụ tai nạn. Điều kỳ lạ ở tai nạn của MH370 không là vụ tai nạn không được báo chí Mỹ nhắc đến. Vụ điều tra không có sự tham gia của Cục Điều tra châu Âu BEA, nhưng lại có sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang FBI. Vệ tinh của Inmarsat cho rằng MH370 không đã rơi đâu đó ở Nam Ấn Độ Dương, một vùng biển xa xôi và hẻo lánh,
dông bão xảy ra gần như hàng ngày. Hàng tỷ đô la đã được đổ vào công cuộc tìm kiếm MH370 không nhưng vẫn không đem lại kết quả. Vậy điều gì có thể khiến một chiếc máy bay cỡ lớn như Boeing B-777 mất tích không dấu vết? FBI cho rằng cơ trưởng Zahari Ahmedsa đã cố tình cướp máy bay và lao xuống biển. Nhưng giả thuyết này vẫn gây nhiều tranh cãi vì cơ trưởng vốn có một cuộc sống đầy đủ và rất trọn vẹn. Trong thiết bị mô phỏng ở nhà của mình, cơ trưởng có các đường bay dài xuyên qua Ấn Độ Dương. Đồng thời họ nhận ra, cơ trưởng đang tập hạ cánh Boeing B-777 trên các đường băng rất ngắn. Hai người Iran lên máy bay bằng hộ chiếu bị đánh cắp đã được điều tra không liên quan đến bất kỳ tổ chức khủng bố nào. 20 kỹ sư người Trung Quốc và Philippines là những người có đủ khả năng để tắt hệ thống liên lạc vệ tinh ACAT vì họ đều là dân công nghệ cao. Và một câu hỏi nữa được đặt ra là liệu ACAT có trên máy bay có thể bị tắt từ xa hay không? ACAT liên lạc với vệ tinh của Inmarsat, máy bay được sản xuất bởi Boeing, thì liệu hai công ty này có dính líu đến MH370 không? Nếu ACAT bị tắt trên máy bay thì người tắt thực sự rất giỏi, vì việc tắt ACAT không đơn thuần chỉ cần gạt công tắc. Malaysia Airlines đã đặt lợi nhuận lên hàng đầu khi để một máy bay chở khách mang theo hơn 2 tấn pin lithium. Nếu có sự cố cháy nổ xảy ra, vì sao máy bay không liên lạc với ATC mà lại bay liên tục hàng giờ liền? Và một trong những bí ẩn lớn nhất là kiện hàng được cho là chứa 4 tấn măng cụt. Các nhà điều tra chắc chắn măng cụt không có ở Malaysia vào thời điểm này, thì thứ gì bên trong và vì sao kiện hàng này được ưu tiên không phải đi qua máy soi chiếu? Nhiều nhà điều tra cho rằng, có thể bên trong không chứa măng cụt mà chứa các bộ phận của máy bay tiêm kích Mỹ hoặc công nghệ Mỹ được gián điệp Trung Quốc gửi về nước. Họ nghi ngờ có cơ sở vì đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc đánh cắp các thiết bị của máy bay Mỹ để đem về nước. Và rất có thể phía Mỹ đã biết việc này, vì nếu MH370 không ra khỏi radar quân sự của Malaysia thì radar của căn cứ Diego Garcia của Mỹ sẽ phát hiện nó. Diego Garcia là căn cứ quân sự lớn nhất và quan trọng nhất bên ngoài lãnh thổ của Mỹ. Các máy bay chiến đấu hiện đại nhất đều có mặt tại đây, cùng với hệ thống radar tiên tiến. Căn cứ này có thể đã nắm rõ đường bay của MH370, nhưng những thông tin này không được công bố vì đó là dữ liệu quân sự mật. Liệu họ có dính líu gì đến chuyến bay MH370? Mặc dù được đền bù đến 1 triệu đô la Mỹ một người, nhưng gia đình các nạn nhân không đồng ý, vì thứ họ cần là sự thật. Ánh mắt của cộng đồng đang dần quay sang Mỹ, vì có vẻ như họ xuất hiện trong mọi giai đoạn điều tra và là người cung cấp thông tin. Ngay cả dữ liệu vệ tinh cũng từ Inmarsat, đây là công ty của Anh, nhưng thực chất chủ cũng là một công ty khác ở Mỹ. Liệu những gì Inmarsat cung cấp về đường bay của MH370 không có hoàn toàn chính xác hay không? Một chiếc máy bay khổng lồ nhưng chỉ có 27 mảnh vỡ được tìm thấy và được xác nhận là từ MH370. Các mảnh vỡ đã trôi dạt vào các bãi biển ở châu Phi, một số mảnh và ốc vít có in số series của chiếc máy bay xấu số. Và hơn phân nửa số mảnh vỡ được tìm thấy bởi một người đàn ông tên là Glenn Gibson. Thật trùng hợp ông cũng là người Mỹ. Báo cáo cuối cùng của tai nạn dài gần 500 trang, nhưng lại kết luận họ không thể xác định được điều gì đã xảy ra với MH370. Gần 10 năm trôi qua, MH370 vẫn là một bí ẩn. Tuy nhiên, vụ tai nạn cho thấy sự liều lĩnh trong vận chuyển hàng hóa của Malaysia Airlines và sự thất bại trong việc quản lý của đội ngũ không lưu Malaysia. Cho đến nay, gia đình các nạn nhân không chấp nhận bất kỳ khoản bồi thường nào vì họ đã thấy được một số góc khuất của chuyến bay này.